Ông lão nấu ăn ở nhà không để ý bình ga bị rò rỉ. May mắn ông lão phát hiện sớm kịp thời dập lửa. Theo đó, vào khoảng 12 giờ trưa, một ông lão trong khi chuẩn bị bữa trưa đã mở ga để bắt đầu nấu ăn. Nhưng không ngờ, chỉ trong chớp mắt, ngọn lửa bùng lên mạnh mẽ do ống dẫn ga bị tuột ra khỏi bình. Ngọn lửa lan nhanh và ngày càng dữ dội khiến ông lão hoảng loạn và cố gắng kéo bếp ra ngoài cửa. Tuy nhiên, do quá sợ hãi, ông đã kéo nhầm thứ. Nhận ra sai lầm, ông nhanh chóng quay trở lại nhà bếp, nơi lửa đã cháy rực rỡ và nhiệt độ tăng cao đáng sợ. Bằng tất cả sự can đảm, ông lão đã cố gắng kéo bình ga ra sân, mặc dù lúc này bình đã trở thành một ngọn đuốc nguy hiểm. Nhìn ngọn lửa lớn dần, ông lão không khỏi lo lắng, sợ rằng nếu bình ga phát nổ, ngôi nhà của ông sẽ bị phá hủy hoàn toàn. Trong lúc cấp bách, ông lão đã chạy vào bếp tìm cách dập tắt ngọn lửa, nhưng phát hiện rằng trong nhà không có bình chữa cháy. Với tâm trạng hoảng loạn, ông chỉ nghĩ đến việc dùng nước để dập lửa. Ông nhanh chóng chạy ra sân, mang vào một thùng nước lạnh và may mắn thay, cuối cùng ngọn lửa đã được dập tắt. Đây thực sự là một bài học cảnh báo, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc trang bị bình chữa cháy trong mỗi gia đình. Nếu ông lão có bình chữa cháy trong nhà, ông đã không phải đối mặt với tình huống nguy hiểm và bối rối như vậy. Cảm ơn quý vị đã theo dõi câu chuyện đáng sợ này. Hãy để lại cảm nghĩ của bạn về sự việc này ở phần bình luận và đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ những nội dung quan trọng khác.